cuộc sống hiện tại của các quán quân gương mặt thân quen, khởi mi tậu bên hào bạc tỷ. Cùng bước ra từ ngôi vị cao nhất của gương mặt thân quen, Khởi My, Hoài Lâm, Jun Phạm, Duy Khánh, mỗi người có một hướng đi khác nhau trong sự nghiệp và đạt được những thành công nhất định. Bằng sự cố gắng, nỗ lực và tài năng vốn có, các nghệ sĩ đều có cuộc sống ổn định, sung túc. Jun Phạm. Cô bay phấp phới nghe hồ là không cần gieo vang tiếng ngoài dòng là không cùng giải phung phương. Đánh dấu vết son trên chặng đường làm nghề khi giành vị trí quán quân gương mặt thân quen, Jun Phạm đã có bước tiến lớn trên con đường sự nghiệp. Anh thử sức ở nhiều vai trò, nhiều thể loại âm nhạc và càng chứng tỏ được năng lực không giới hạn của bản thân. Được đánh giá là một người đa tài, nam ca sĩ đảm nhận nhiều vai trò và có thu nhập ổn định. Tuy nhiên, anh khá kín tiếng chuyện đời tư. Jun Phạm không thường khoe tài sản mà bản thân sở hữu. Nam ca sĩ đang sinh sống tại một căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, được anh tậu từ năm 2018. Anh rất thích bày trí, sắp xếp lại không gian của mình, tự tay trang hoàng cho không gian theo phong cách Nhật khá cổ điển, đơn giản. Đây cũng là nơi giúp anh chữa lành tâm hồn sau những bộn bê, bon chen của cuộc sống. Theo một số chia sẻ, về phần trang trí, nam ca sĩ đã tốn khoảng 300 triệu đồng. Khởi My. Tham gia gương mặt thân quen mùa đầu tiên, Khởi My chinh phục hoàn toàn ban giám khảo và hàng triệu khán giả bằng khả năng hóa thân thành các ca sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước. Nữ ca sĩ sinh năm 1990 xuất sắc trở thành quán quân đầu tiên của chương trình. Bước ra từ ngôi vị cao nhất của chương trình đình đám, uy tín giọng ca vì sao đắt sâu diễn, liên tục có những hợp đồng quảng cáo, xuất hiện dày đặc trên các sóng truyền hình. Nữ ca sĩ được xem là một trong những nghệ sĩ vô cùng chăm chỉ và kiếm tiền rất giỏi. Năm 2018, Khởi My về chung nhà cùng Kevin Khánh sau thời gian dài hẹn hò. Tháng 9 năm 2020, cặp đôi khiến người hâm mộ trầm trồ khi tậu căn penthouse 300m², không gian sống gồm 3 tầng được thiết kế sang trọng, trang bị nhiều thiết bị điện tử, phụ kiện thông minh tiện nghi. Dù không chia sẻ cụ thể, nhưng dễ dàng nhận thấy căn hộ có giá trị không hề nhỏ. Khởi My và Kevin Khánh không hay khoe hàng hiệu đắt tiền. Dù thừa sức tậu xế hộp hạng sang, nhưng cả hai đều có niềm đam mê chung với mô tô phân khối lớn. Nữ ca sĩ và ông xã sở hữu nhiều mô tô với giá trị từ 100 triệu đến cả tỷ đồng. Hoài Lâm. Là quán quân mùa 2 gương mặt thân quen, Hoài Lâm được đánh giá là một nghệ sĩ có thực lực, giọng hát đẹp, được đông đảo khán giả yêu mến. Nam ca sĩ chăm chỉ sản xuất các sản phẩm âm nhạc, tham gia sự kiện, game show. Các tác phẩm của anh đều tạo viral lớn trên mạng xã hội, cơn sốt trong Bebop. Thành công trên sự nghiệp, giọng ca hoa nở không màu có cho mình khối tài sản nhất định. Nhưng Hoài Lâm luôn có lối sống giản dị, không phô trương. Năm 22 tuổi, nam ca sĩ đã gây chú ý khi tạo dáng bên xế hộp màu đen sang trọng có giá trị khoảng 2 tỷ đồng. Đầu năm 2021, nam ca sĩ đã gửi tiền về xây nhà cho gia đình tại Vĩnh Long vô cùng khang trang. Căn nhà mặt đất gồm 2 tầng, rộng 200m², có đầy đủ sân vườn được thiết kế đơn giản nhưng rất hiện đại, đầy đủ các tiện nghi, chỗ để xe. Chàng ca sĩ sinh năm 1995 này đang sinh sống tại quê nhà. Tại đây, anh sản xuất nhiều sản phẩm âm nhạc, được người hâm mộ yêu thích, ủng hộ. Duy Khánh. Nước giếng sôi lên ủng hộ, khói bay nghi ngút, hương thơm ngào ngạt. Duy Khánh là gương mặt được đông đảo khán giả trẻ biết đến với nickname là Khánh Jojo hay Cô Giáo Khánh. Chiến thắng chung cuộc tại chương trình Gương Mặt Thân Quen 2018, nam diễn viên bận rộn với nhiều lời mời biểu diễn, anh khiến khán giả vô cùng trầm trồ khi đầu tư kỹ lưỡng vào từng tiết mục biểu diễn. Duy Khánh tâm sự, anh đã đầu tư khoảng gần nửa tỷ đồng khi thi Gương Mặt Thân Quen. Sau thành công của chương trình, đầu năm 2019, anh mở bát sắm cho bản thân chiếc xế hộp hạng sang màu trắng có giá khoảng 3 tỷ đồng. Một lần mua sắm anh có thể chi đến 200 triệu đồng cho đồ hiệu, nam diễn viên từng chia sẻ. Tôi may mắn nhận được show khá khá, cứ mở mắt dậy là có việc để làm. Thu nhập có được hiện tại khiến tôi hài lòng. Tôi có thể tự chi trả cho cuộc sống bản thân, sắm sửa những món đồ yêu thích. Tôi đã sắm được nhà, xe, lo lắng cho cuộc sống của bố mẹ và em trai. Đó là may mắn của tôi có được so với những bạn bè đồng trang lứa khác. Có thể thấy, những ca sĩ bước ra từ gương mặt thân quen đều rất tài năng và đạt được những thành công nhất định. Không chỉ tài sản tiền bạc, vật chất, họ còn có gia tài âm nhạc, phim ảnh đồ sộ khiến nhiều cộng đồng khán giả nể phục.